Xin chào các bạn, mình tên là Quỳnh Chi, năm nay học lớp 6. Ba từ của mình là hiếu thảo, tự tin, tự lập. Xin mọi người cổ vũ cho mình. Hôm nay mình sẽ kể chuyện về một nhân vật mang tính chất lịch sử của Việt Nam. Các bạn đoán xem đó là ai nào? Mình đoán là chắc hẳn là những người đang xem video này sẽ đoán là đó là Bác Hồ. Nhưng không, hôm nay mình không kể chuyện Bác Hồ mà mình sẽ kể chuyện về một nhân vật khác có tên là Phan Bộ Châu. Phan Bộ Châu sinh năm Đinh Mão, năm 1867 tại làng Đan Nhiệm, xã Đan Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ ông có tên là Phan Văn San, tự Hải Thu bút hiệu Sào Nam, thị Hán, độc tỉnh tử Việt Điểu. Ông sinh trưởng trong một gia đình nhà nho nghèo của cha Thông Thái và mẹ Hiền Thục. Cha là Phan Văn Phổ làm thầy đồ dạy chữ Hán, mẹ là Nguyễn Thị Nhàn, người đàn bà hay chữ nền nã, mẫn tiệp và đôn hậu. Từ nhỏ Phan Bộ Châu thể hiện là cậu bé thông minh, nổi tiếng thần đồng, 4 tuổi đã học chữ truyền khẩu, 5 tuổi đã thuộc lòng nhiều bài trong kinh thi. Kinh thi là tuyển tập thơ đầu tiên của văn học Trung Quốc, xuất hiện khoảng từ thế kỷ 11 tới thế kỷ 12 trước công nguyên. Qua tiếng ru của mẹ, 6 tuổi Phan Bộ Châu theo cha đi học, chỉ mấy ngày đã thuộc hết 8 tự kinh, đọc sách luận ngữ, 7 tuổi học xong luận ngữ, hiểu nghĩa kinh truyện, biết sử dụng chữ Hán để phong tác Phan tiên sinh luận ngữ mà đùa dịch chế giễu những bạn lười học. Cũng chính vì vậy mà Phan Bộ Châu bị phụ thân đánh đòn vì đã dám đem chữ Thánh Hiền ra đùa giỡn. 13 tuổi ông đã thành thạo các thể văn cử tử như thơ phú, kinh nghĩa và các sự kỳ khảo hạch ở huyện đều đứng đầu bảng. Dẫu là người tài hoa như thế nhưng con đường thi cử Phan Bộ Châu lại vô cùng lận đận. 6 lần dự thi hương đến khoa thi Canh Tí năm 1900 mới đậu giải nguyên ở trường thi Nghệ An, lúc đó ông 33 tuổi. Tương truyền sau kỳ thi hỏng tâm trạng buồn bực, ông bỏ sang phường vải. Hát phường vải hay ví là phường vải là một điệu hát dân gian thể loại đối đáp giao duyên của dân ca Nghệ Tĩnh. Điệu hát thể hiện sự cần mẫn, trí tuệ, khoe sắc, đua tài, xuất hiện từ khi nào chưa ai biết chính xác. Phát triển rộng rãi những vùng dệt vải, các giai đoạn ứng đối, sáng tác chỉnh sửa thường có các ông đồ bổ sung nhiều về phần đối ứng. Là môn nghệ thuật nhưng mà tinh thần của người dân xứ Nghệ. Nam Kim để hát cho khuây khỏa vì ông mê loại ca dân dã này. Có một cô gái biết ông thì thi hỏng, hát trêu rằng nghe chàng ưng thì mới về, bài ra nặng nhẹ quyển đề làm sao. Phan Bộ Châu hát lại rằng ơ tề ơ kìa ngồi dứa không lo, người ta chị tú cô nho ơ tề. Các cô không chịu kèm đồ đáp luôn ơ hay ngồi dứa làm sao, chờ cho Tuấn Kiệt anh hào ra tay. Phan Bộ Châu rất tự tin trả lời, hỏi ta cũng tạ lòng, trời xanh còn hãm anh hùng chút chơi. Đối với những người lận đận trong thi cử, ông luôn đồng cảm, dân gian truyền rằng thời bấy giờ có danh nho Trần Quý Cáp, người Quảng Nam, từ nhỏ là người thông minh học giỏi, 20 tuổi đã nổi tiếng văn chương, được nhiều sĩ phu biết đến, làm trò xuất sắc của cụ cử Lê Cung, nên được đốc học Mã Sơn Trần Đình Phong nhận về dạy dỗ ở trường Thanh Chiêm và ông nằm trong 6 học trò giỏi của cụ đốc học. Mã Sơn là Phạm Liệu, Nguyễn Đình Hiến, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Quang. Mặc dù ông thông minh học giỏi nhưng lại lận đận trong khoa trường, 4 lần đều lõng chõng đi thi. Năm 1903, ông cũng còn tú tài trong khi các bạn đồng môn đều đỗ đạt hiển vinh, người thì tiến sĩ, người phó bảng hay cử nhân. Lúc đó, Phan Bộ Châu đậu giải nguyên rồi, đang ở trường giám trong kinh. Thế cảnh ngộ của Trần cũng long đong về được khoa cử như mình trước kia. Phan Bộ Châu bèn tìm đến thăm trong lúc đảm đạo, nhân được biết Trần là người khẳng khái, có lòng đợi với nước với dân, nên Phan Bộ Châu cũng làm tặng Trần bài thơ như sau. Ngã tích như quân lệ ám thùy, quân kim đối ngã cường khai mi. Tùy tinh ngã bối song quần nhãn, đắc táng nhân gian nhất cuộc kỳ. Thiên địa hữu tình dung ngã kiện, giang sơn vô ngữ tiếu nhân si. Bằng quân thả trước tôn tiền nguyệt, mai ý sung hàn chỉ tự chi. Tạm dịch là tớ trước như ngươi lệ nhỏ đầy, nay gặp tớ ngượng tươi mày, bọn ta say tỉnh hai tròng mắt, cờ thế hơn thua một cuộc xây. Trời đất có lòng nuôi sức khỏe, non sông không nói mỉa người gây. Thôi đành rót rượu cùng trăng uống, mai nở mùa đông chỉ tự hay. Trần đọc thơ rất cảm khái, từ đó Phan Bộ Châu và Trần Quý Cáp trở thành đôi bạn chí thiết. Phan Bộ Châu lớn lên vào đúng những năm tháng quê Nghệ Tĩnh, cũng như đất nước đang sục sôi trong không khí chúng thần dân Pháp. Ai lại vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, nên ông lòng dạ ông đã sớm có lòng cảm phủ giặc sâu sắc. Thủa tóc còn để trỏ ngoài đánh khăng chơi trò ô ăn quan, ông đã từng cùng bạn bè chơi trò bình tây dẹp yên giặc tây. 17 tuổi khi phong trào Cần Vương thu hút đông đảo các lớp sĩ phu yêu nước thời bấy giờ nổi lên ở các tỉnh phía Bắc, đêm đêm Phan Bộ Châu châm đèn ngồi viết kịch bình tây thu Bắc, dẹp giặc tây thu qua lại đất Bắc rồi mang ra dán ở các gốc cây to quanh làng. Vài năm sau khi nghe tin vua Hàng Nghi xuống chiếu Cần Vương, ông đã cùng người bạn thân là Trần Văn Lương thành lập đội sĩ tử Cần Vương gần 60 người để hợp sức với giới thân hào thân sĩ Nghệ.
tính mưu làm nên chuyện lớn nhưng việc không thành vì giải pháp tỏa sát. Con đường đi cứu nước của Phan Bố Châu đi qua nhiều khuynh hướng chính trị, ban đầu chịu ảnh hưởng của phong trào Cần Vương, chuyển sang chủ trương quân chủ lập hiến, rồi cách mạng dân chủ tư sản, cuối cùng là ít nhiều chịu ảnh hưởng từ tư tưởng cách mạng dân chủ mới. Sự diễn biến này ít nhiều phản ánh quy luật vận động của lịch sử đấu tranh dân tộc từ sau khi phong trào Cần Vương thất bại đến trước khi có Đảng Cộng sản Đông Dương nè, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Phan Bố Châu không chỉ là nhân vật lịch sử tiêu biểu cho phong trào yêu nước, đấu tranh chống ách đô hộ thực dân Pháp hồi đầu thế kỷ 20, ông còn là nhà văn tiêu biểu cho dòng văn học yêu nước trong thời kỳ này. Tuy nhiên ông không dùng văn chương làm lẽ sống ở đời hay để lập thân, mà là phương tiện để truyền tải tư tưởng chống giặc ngoại xâm. Ông rất tâm đắc câu thơ của Viên Mai, nhà thơ đời nhà Thanh Trung Quốc, năm 1716, mất năm 1797.